chơi phần vũ trụ đi. Chuyện nhỏ thôi anh em. Ốc xin chào các gay boy, đã đến với video của một thằng nhạt như nước lợ như tôi thì theo yêu cầu của đức vụ của mình thì mình sẽ chơi phần vũ trụ. Không biết anh em có thấy rằng cái kênh của mình nó khá là nhạt không? Nếu thấy như vậy thì anh em hãy đăng ký để mình cố gắng mạnh hơn. Thế ông im mẹ à mồm đi. Nếu hiểu sao hôm nay tôi bị Zozo nhập hay sao ấy, tìm đường hoài mà không thấy, đừng làm nhiệm vụ. Bruh. Không hiểu sao cái cửa nhập từ Trung Quốc hay sao mà mở lâu vãi lon. Tôi chờ cái máy SIDA này chạy thôi cũng ngồi xem được mấy bộ phim sẽ rồi. Á đủ làm phi hành gia rồi mà vẫn phải dọn rác nữa, mà rác ở đây nó còn tàng hình nữa, tờ cháy như Free Fire. Á đủ béo gì trên vũ trụ cũng có vườn thực vật thế này, lại còn có cây cổ thụ. Đậu xanh cái nào cũng chờ lâu vãi biểu thôi to nhanh. Mẹ mày ảo thật đấy, đi thân mẹ mày. Từ bé ăn giờ đi. Ở trên mặt trăng lần đầu tôi mới thấy mặt trời luôn á. Bình thường tôi chỉ thấy cất hen của mấy thằng trái đất gửi lên. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về thằng bạn mình và ông nội của nó khi chơi bán hàng nhé. Mình sẽ gọi là thằng bạn là cháu, còn ông nó mình sẽ gọi là ông nhé. Cháu, đây tôi đưa bác 5.000 đồng, nhưng với một điều kiện. Ông, điều kiện gì cũng được. Cháu, thật không? Ông, thật, bác cứ nói đi. Cháu, bác phải về dạy lại con bác đi nhé. Con bác hay đánh tôi lắm đấy. Thôi anh em mà mình không nói nhảm nữa, bây giờ mình sẽ tập trung dọn rác. Sao trên mặt trăng toàn gặp nhiều những thứ tào lao không vậy? Bây giờ còn gặp phải nhà của Jack 60 tuổi. Ôi chào anh Jack nha. Tuy hôm nay em không có nhiều thời gian thời anh, nhưng em sẽ cho anh vài bà mẹ đơn thân để anh nuôi cho đỡ. Mô không ngờ gặp phải thằng gần liều, may cho nó là chỉ dám hụ tôi thôi, chứ nếu thằng này mà đòi solo là tôi chạy rồi. Qua ngày số 3 sớm thế nhờ, tôi chưa muốn về trái đất cho lắm, tại vì ở đây gặp được Tuấn Củi thì có thể gặp được Đạt Vali. CBDBD đọp đọp yeah yeah, CBDBD đọp đọp yeah, CBDBD đọp đọp yeah yeah, CBDBD đọp đọp.
Thôi không xàm lờ nữa, mình sẽ tiếp tục cái công việc nhàm chán này. Nếu anh em đã xem đến giây phút này rồi thì hãy cho mình một like và một đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều gay boy. Luôn anh em ạ, lần đầu mình được đến trụ sở chính của MU luôn, nghe nói là được đặt ở mặt trăng mà, bây giờ mới thấy. Vô tôi chưa thấy cái thằng nào ngáo như thằng này, lên vũ trụ chỉ với một mục đích là hù tôi, không biết số đá còn lại bạn giấu ở đâu. Đu ma anh bạn nói tôi, như vậy là sai sự thật, rồi, nhà tôi có chơi cỏ, chứ mấy. Có cái con, gì đâu mà cười. Thôi anh em ạ, mình không diễn nữa, vào luôn vấn đề chính là làm nhiệm vụ này. Mẹ ảo thật, đường không đi leo lên trần nhà chi không biết. Bruh. Thôi bây giờ tôi sẽ dẫn anh em tới nhà của một ảo thuật gia chuyên nghiệp nha anh em, đó là anh Bảo Gen Xà Ben. Đậu xanh ngồi chờ cái cửa nó mở mà tôi muốn đột quỵ như chai en luôn á. Ê cu, cánh cửa mở chưa? Im mồm đi, chập tao kêu anh Bảo Gen đánh mày. Bruh. Đánh cờ cờ. Đến nhà Bảo Gen đẹp trai thanh lịch vô địch nhất vũ trụ rồi. Adu Bảo Gen triệu hồi ra Bảo Gen V2 gia định sẽ gầy mình, nhưng xin lỗi tôi đi tập tạ trong Free Fire với tài kê bá mỗi ngày. Xuân hồn 18 kết cục là khóc thương. Tài K3 tao thách chúng mày đấm nóc xưởng. Muối chấm bột canh, pha tí đường với tí tương. Á đồ màu đỏ cháy như Free Fire luôn, chắc bữa sau tôi phải tải lại Free Fire về chơi mới được. Bữa giờ chơi liên quân không liên được bạc một chán vãi. Đu ma kiếm hoài đường về nhà mà không thấy, chắc mình bị Zozo nhập con mẹ nó rồi. Why we are on this track, oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us heal and grow, you won't be alone, we're unstoppable. Ai đang đứng đái ở kia nhỉ? Chắc mình lại chỉ cho cách đái chứ mới lên đây việc đái khá bơ ngỡ. Thoai đùa đấy, Hải quay xe liền nhìn mặt thằng đó là biết nghiện con mẹ nó rồi. Anh đủ vậy là về đến trái đất rồi à? Thôi mình chào tạm biệt các gay boy và các lễ gơ nha, cho mình xin một like một đăng ký nha, cảm ơn rất nhiều. Don't need no warning.